Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với một tuần một vấn đề, và đặc biệt ở phần cuối của chương trình hôm nay, thay mặt cho Lido Sài Gòn TV, chúng tôi đặc biệt qua một tuần một vấn đề chúc bác sĩ và gia đình có một mùa Giáng sinh vui vẻ và Happy New Year bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những cái công tác giúp đỡ chương trình của chúng tôi trong năm vừa qua, và chúng tôi hy vọng sẽ đón nhận tiếp sự giúp đỡ công tác của bác sĩ trong năm mới, thưa bác sĩ. Vâng, cảm ơn Đoàn Trọng, và cũng tiếp lời với Đoàn Trọng, tôi cũng muốn xưa đây là có thể là lần chót trong năm 2017 chúng tôi lên gọi là nói chuyện với quý vị, và nhân dịp đây cũng xin chúc quý vị và tất cả gia đình ăn một mùa Giáng sinh, ăn những ngày Giáng sinh an lành và một năm mới được mọi sự tốt đẹp và may mắn vui tươi. Và kính thưa quý vị, thì chúng tôi theo dõi và những cái message quý vị gửi cho chúng tôi trong chương trình hôm nay, chúng tôi cũng cảm ơn anh Phước Trần đã gửi vào cho chúng tôi. Xin chào anh Đoàn Trọng và bác sĩ Nguyễn Quang Thái, rất vui khi được gặp bác sĩ nói chuyện trong chương trình hôm nay. Và một người khán giả của chúng tôi ở tại San Francisco thì đặc biệt hơn, chú trọng bác sĩ Thái nhiều hơn là không nói gì đến tôi hết, mà nói bác sĩ Thái trông lạ quá mà lại còn trẻ ra nữa. Chắc kiểu này thì kỳ tới tôi phải mua đến 3 bộ tóc giả mới được, chứ không thể nào để thua bác sĩ Thái như vậy được. Thưa bác sĩ, đó là một vài cái điều mà khán thính giả chúng ta quan tâm đến cái chương trình, và bác sĩ là một trong những người mà chúng tôi gọi là Person of the Year của chương trình mỗi tuần một vấn đề. Vì số lượng mỗi ngày mai chúng tôi nghe nhiều người nói đến những gì mà bác sĩ đề cập trong chương trình của chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Bác sĩ, thưa bác sĩ, trở lại một trong những cái vấn đề chính hôm nay, thì bác sĩ vừa nói với chúng tôi là cái sự tăng trưởng kinh tế. Khi mà bác sĩ đề cập đến vấn đề tăng trưởng kinh tế mà sẽ mang lại một cái kết quả khả quan, đó là vấn đề thuế được ghi nhận nhiều, nhưng bên cạnh đó thì cái GDP cũng tăng cao, thưa bác sĩ. Thế thưa bác sĩ, cái vấn đề dầu hỏa có thể nói đó là một trong những cái điều không thể thiếu được khi chúng ta nói đến cái sự tăng trưởng kinh tế. Vậy trong cái những thời gian tới đây, dầu hỏa đóng cái vai trò quan trọng như thế nào trong nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa bác sĩ? Vâng, trước khi trả lời câu của anh Đan Trọng, tôi xin cảm ơn anh Bruce Trần cũng như là tất cả quý vị khán giả đã gửi những cái lời khích lệ cho chúng tôi. Một lần nữa, cái gọi là cái danh gọi là The Person of the Year, thực sự đó tôi nghĩ là anh Đoàn Trọng chỉ nói chơi thôi, và tôi cũng không dám chấp nhận ngày mai bác sĩ xứng đáng gì mà gọi là Person of the Year. Và thực sự là như vậy, cái chức đó chắc để cho một người có một cái tài năng và tốt hơn. Không, Person of the Year trong chương trình mỗi tuần một vấn đề, thưa bác sĩ. Tôi nghĩ trong chương trình của anh Đoàn Trọng cũng có rất nhiều người gọi là xứng đáng hơn tôi để được danh chức Person of the Year. Vâng, thì về nói về cái sức mạnh của kinh tế, thì thật sự đó, tôi suy nghĩ tới sức mạnh của kinh tế khi tôi theo dõi về dầu hỏa. Chắc quý vị đã nghe chúng tôi nói về cái vấn đề dầu hỏa trong những cái chương trình quá khứ. Thì bây giờ mình không nói về kỹ thuật, mình nói cái sự, cái con số, cái statistic của dầu hỏa ra sao. Kính thưa quý vị, năm 1970, có như gần 50 năm về trước, nước Mỹ năm đó là đã sản xuất gọi là dầu hỏa kỷ lục tới gần đây. Nước Mỹ năm 1970 sản xuất mỗi một ngày 9.500.000 barrel dầu hỏa mỗi ngày. Vâng, và từ đó dầu hỏa đã gọi là thiếu hụt đi, và tới năm 2005 nước Mỹ chỉ còn sản xuất được có 5 triệu barrel dầu hỏa một năm, tức là giảm đi gần phân nửa. Mà lúc đó cái nhu cầu dầu của nước Mỹ lại tăng lên tới khoảng 20 triệu barrel dầu hỏa mỗi năm. Thì tại sao năm 2005 sản xuất 5 triệu, nhập cảng 12.5 triệu? Đó là cái thời kỳ mà có thể là nguy hiểm nhất cho nước Mỹ. Tại là vì chúng ta ai cũng biết là kinh tế trên thế giới, kinh tế của nước Mỹ chạy theo dầu hỏa, phải dùng dầu hỏa. Đó, dầu hỏa là nó là cái động cơ cho kinh tế của nước Mỹ và của cả thế giới. Và lúc đó nước Mỹ không còn tự chủ được nữa, và lúc đó là nước Mỹ yếu nhất, sản xuất ít nhất, nhập cảng nhiều nhất,
Vì vậy cái môi cơ ở cái nguy cơ của nước Mỹ thời gian đó gọi là quá lớn. Thì hên cho nước Mỹ có những cái người tiên phong về gọi là nghiên cứu về là ép dầu dầu đá ra, gọi là fracking oil. Và từ đó năm 2009 nước Mỹ đã thành công. Và cái chuyện gì xảy ra bây giờ năm 2017? Năm 2017 nước Mỹ tháng 11 vừa qua đã sản xuất 9 triệu 750 barrel dầu hỏa mỗi một ngày. Vâng. Gấp đôi cái thời điểm 2005. Một năm hay là một ngày? Một năm bác sĩ. Một ngày. Dạ một ngày. Tức là million barrel một ngày. Dạ. Đó. Thì và nước Mỹ hiện thời bây giờ đó còn nhập cả khoảng 3 triệu tới 5 triệu barrel mỗi ngày. Năm 2018 nước Mỹ sẽ gọi là sản xuất trên 10 triệu barrel mỗi năm. Thì chúng ta thấy vào năm 2019 tức là nước Mỹ có thể sản xuất dầu hỏa để đủ gọi là cung cấp cái sự gọi là chi dùng của nước Mỹ. Yeah. Vâng. Thì cái đó đã làm gọi là chính trị, đã làm đảo lộn tất cả vừa kinh tế, vừa chính trị, vừa quân sự của nước Mỹ. Vâng. Vì đó, tôi nghĩ đó là một cái sức mạnh mà sẽ giúp nước Mỹ trong những thập niên tới mạnh hơn. Song song đó với những kỹ thuật mới, những cái thay đổi hoàn toàn mới, tức là những cái cách mạng về kỹ thuật. Thay vì sạc dầu, sau này chúng ta sẽ dùng gọi là điện, bao nhiêu cái thứ khác, và càng ngày càng giảm bớt dầu đi. Tại là vì cách này cách kia, gọi là một ngày nào nữa chúng ta không thay đổi thì nước Mỹ dầu cũng sẽ cạn trở lại như là cái thời điểm năm 1970. Vâng. Như vậy thưa bác sĩ nói như vậy thì đến năm 2020 về vấn đề energy của Hoa Kỳ có thể được gọi là tự quản lấy được không? Vâng, đó là cái sự tiên đoán. Thì tại là bây giờ chỉ còn có lần thiếu hụt 3 triệu barrel mỗi ngày thôi, và năm tới lại tăng thêm 1 triệu nữa rồi. Và cái sự gọi là dùng dầu hỏa của chúng ta mỗi ngày bớt đi, rồi có thể gọi là khi mà dùng xe điện nhiều hơn thì dầu hỏa càng ít hơn, và lúc đó nước Mỹ sẽ là có tự chủ về nhiên liệu. Và cái đó là cái động cơ về kinh tế cho nước Mỹ, và những cái tiến bộ của khoa học kinh tế làm cho tôi tin tưởng là kinh tế nước Mỹ sẽ mạnh hơn và tương lai của kinh tế sẽ tốt, tương lai của nước Mỹ sẽ tốt đẹp hơn. Như vậy là bác sĩ đưa ra là có thể nói rằng trong tương lai energy will be independent. Chắc chắn. Và chẳng những vậy, họ còn nói là trong những thập niên tới nước Mỹ sẽ là một nước mà sẽ xuất cảng dầu hỏa chứ không phải là nhập cảng dầu hỏa nữa. Trước khi mà chia tay với bác sĩ, chúng tôi có một cái hiện tượng muốn bác sĩ chia sẻ chúng tôi, nhưng mà chúng tôi không có nhiều thời giờ. Bác sĩ chỉ cho tôi biết thế tại sao có cơn sốt Bitcoin như vậy? Kính thưa quý vị nghe Bitcoin chắc quý vị cũng nóng lòng. Từ 1-2 ngàn bây giờ lên tới 19 ngàn, rồi xuống bao nhiêu ngàn tôi không biết. Gọi là nó như lên xuống một cái như là yo-yo đó, lên xuống. Thì cái quan niệm của tôi không có nghiên cứu nhiều về Bitcoin, tại tôi nghĩ Bitcoin nó có cái vấn đề khó khăn. Tại là vì không có một cái chính quyền nào kiểm soát được. Nước Mỹ dùng gọi là cái chính sách gọi là tài chính mà có thể gọi là kiểm soát thế giới, kiểm soát những nước gọi là buôn ma túy để có thể rửa tiền. Vâng. Thì nếu mà không dùng, nếu Bitcoin mọi người cứ mua Bitcoin rồi qua bên đây chuyển tiền tùm lum tùm la như vậy, thì cái chuyện đó khi mà Bitcoin một ngày lớn mạnh lên, chính phủ Mỹ hoặc như chính phủ Trung Hoa sẽ gọi là can thiệp vào và chặn đứng nó lại. Vì thế cái đó là một cái chuyện rất nguy hiểm, tôi nghĩ đó là có thể là một bubble. Kính thưa quý vị, đó là một vài nhận xét cuối năm 2017 với bác sĩ Nguyễn Quang Thái. Và đặc biệt hôm nay thì chúng ta đi từ Tesla cho đến Tesla Church, rồi cho đến Hòa Tiến và dầu hỏa Hyperloop, rồi tất cả những cái vấn đề kinh tế trong năm nay, có thể nói đây là một trong những cơ hội để chúng ta nói chuyện cuối năm về những gì chúng ta nhận định được trong năm 2017. Một lần nữa, chúc bác sĩ thành công trong năm tới và hy vọng gặp gỡ bác sĩ nhiều. Và chắc lẽ kỳ tới chúng tôi gặp thì tóc bác sĩ phải dài hơn nữa, phải không bác sĩ? Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.